phụ kiện ngành gỗ Hoa Đạt xin kính chào quý khách. Bản lề nắp bật là gì? Các loại bản lề nắp bật thường được sử dụng trong ngành gỗ. Bản lề nắp bật là một trong những dòng sản phẩm thường được sử dụng lắp đặt trên các cánh cửa tủ, có chức năng hỗ trợ cánh cửa đóng mở. Sở dĩ có tên gọi là nắp bật bởi vì thiết kế cơ học của bản lề bao gồm bộ khung thép kết hợp cơ cấu lò xo bật. Chức năng này giúp bản lề khi ở trạng thái được tác dụng lực lên sẽ bật đóng. Ứng dụng này được gọi là cửa tự đóng hay tiếng Anh gọi là self-closing cursing hinge. Bản lề nắp bật thường được sử dụng ở đâu? Bản lề nắp bật cho khả năng chịu tải trọng cánh cửa vừa phải, do đó thường không được sử dụng lắp đặt cho các cánh cửa đi. Mà thay vào đó bản lề nắp bật thường được lắp đặt trên các cánh cửa tủ như tủ áo, tủ văn phòng, tủ bếp, tủ hồ sơ và các cánh cửa tủ gỗ. Một số có thể được thiết kế lắp đặt dành cho cửa tủ kính, cửa nhôm. Tùy thuộc vật liệu lắp ráp, trọng lượng cánh cửa mà phần nắp cắp của bản lề sẽ khác nhau. Về mặt thiết kế chung cơ bản thì bản lề nắp bật bao gồm 3 thành phần chính, đó là phần nắp bản lề hay tiếng Anh gọi là cắp, phần thân và phần đế bản lề. Phần nắp được gia công đổ dập có cấu tạo như một cái nắp lõm, phần này được lắp đặt ngay trên cánh cửa tủ. Tùy thuộc vào thiết kế tải trọng cánh cửa, kích thước cánh cửa mà đường kính của đáy nắp phần lõm xuống phổ thông thường gọi là bản lề bật cắp 26mm, có nghĩa là đường kính đáy nắp là 26mm hoặc cắp 35mm, cắp 40mm. Tùy thuộc vào yêu cầu tải trọng và độ dày thiết kế cánh cửa mà đường kính cắp là tăng dần. Phần thân bản lề được cấu tạo dùng để gắn lên trên vách tủ, thân bản lề có loại gắn với đế cố định không thể tháo rời hoặc đế có chức năng nhấn tháo rời. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà mỗi loại có ưu điểm riêng. Loại đế cố định thì thường có giá thành cùng một thương hiệu sẽ rẻ hơn vì cơ cấu ít phức tạp và có độ bền cơ học cũng cao hơn nhờ tối giản trong thiết kế. Loại đế tháo rời thì có nút nhấn, khi nhấn sẽ bật bung bản lề ra khỏi thân, ứng dụng này dùng lắp đặt các cánh cửa tháo ráp nhanh. Khi cần mở ra chỉ cần nhấn nút trên thân bản lề thì cánh cửa sẽ được tháo ra nhanh chóng. Về mặt hình dáng đáp ứng vị trí lắp ráp, tùy theo thiết kế các cánh cửa tủ mà lại phân chia ra thành bản lề thẳng, bản lề cong vừa, bản lề cong nhiều tiếng Anh gọi là inset mounting, half overlay và full overlay. Bản lề bật loại thẳng là loại bản lề mà khi nhìn vào khớp cổ là một đường thẳng. Loại bản lề này thiết kế dành cho các cánh cửa tủ được lắp đặt bên ngoài và phủ hoàn toàn cạnh mép tủ. Việc này nhằm che giấu các khe hở khi nhìn trực tiếp từ bên ngoài vào sản phẩm đồ gỗ. Bản lề bật loại cong vừa là loại bản lề thân có độ cong tương đối, có thể nhìn mắt thường phân biệt là loại sản phẩm thiết kế dùng lắp đặt cánh cửa đặt ngoài cạnh tủ. Tuy nhiên, loại bản lề này dùng cho các loại tủ có nhiều ngăn chứa đặt gần nhau, mỗi cánh cửa đặt gần nhau khi lắp đặt trên cùng một vách tủ sẽ được chia ra một nửa để trừ khoảng không gian lắp cửa nối cửa. Bản lề bật loại cong nhiều là loại bản lề có độ cong thân lớn inset mounting, cánh cửa khi sử dụng bản lề loại này sẽ đặt lọt lòng vào bên trong tủ. Về mặt góc mở, tùy vào yêu cầu thiết kế của cánh cửa mà bản lề nắp bật được chia ra thành nhiều góc mở khác nhau, đó là góc mở 90 độ, 100 độ, 110 độ, 160 độ, 180 độ và nhiều góc mở khác. Bên cạnh đó khi mở cánh cửa một số bản lề thì cố định góc mở gọi là mở một hành trình, tiếng Anh gọi là segment hoặc mở lơi. Với mở lơi khi cánh cửa mở sẽ có thể lúc lắc nhẹ. Việc này không quá quan trọng, chỉ là mặt thiết kế cơ cấu khớp của bản lề là không giống nhau. Bản lề tích hợp giảm chấn. Ngoài ra để chống và đập gây tiếng ồn trong quá trình đóng mở cánh cửa, một số cải tiến ngay trên bản lề sẽ được thiết kế đi kèm piston dầu, có chức năng làm hãm quá trình đóng của bản lề. Do đó, khi cánh cửa khi mở sẽ nhẹ nhưng khi đóng sẽ được đóng chậm từ nhằm an toàn với người sử dụng và không gây ồn. Vật liệu làm nên bản lề. Bên cạnh đó tùy thuộc vào môi trường sử dụng, ẩm ướt nhà bếp hoặc môi trường văn phòng mà vật liệu để sản xuất ra bản lề là khác nhau. Với các cánh cửa tủ lắp đặt trong môi trường ẩm ướt như nhà bếp, môi trường công nghiệp thì vật liệu thường dùng là inox không gỉ, tiếng Anh gọi là stainless steel, có mác thép là 304. Với môi trường thông thường thì vật liệu làm nên bản lề là thép xi mạ nickel màu sắc sáng bóng. Đánh giá chất lượng bản lề. Với bản lề nắp bật thông thường đảm bảo chất lượng thép dày, chắc khi lắp đặt lên cánh cửa cho khả năng vận hành nhẹ nhàng, không rung lắc. Chú ý với tải trọng cánh cửa khác nhau thì nắp cắp bản lề lựa chọn là khác nhau từ nhỏ 26mm đến lớn dành cho cửa tủ áo là 35mm hoặc thậm chí cắp 40mm cho ván giày trên 20mm. Bản lề nắp bật đế tháo nhanh yêu cầu đế khi ráp đảm bảo chắc chắn, nút nhấn nhẹ nhàng và dễ bật bung trong quá trình thao tác. Nút nhấn nếu là vật liệu A-Timen phải đảm bảo khả năng chịu lực, độ cứng bền bỉ. Các vị trí bu lông và con tán khi liên kết trên bản lề đảm bảo khả năng chịu lực siết mạnh, không bị tuôn gen lờn đai ốc trong quá trình điều chỉnh siết vặn. Bản lề nếu tích hợp piston dầu giảm chấn đảm bảo khả năng vận hành đóng mở ổn định, tốc độ đóng cửa phải đều nhau. Mọi thông tin chi tiết các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý hoặc phụ kiện ngành gỗ Hoa Đạt để được hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn và chúc các anh chị thành công.